Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Hy vọng những thông tin trong bản tin của ngày hôm nay sẽ đem đến cho quý vị và các bạn thật nhiều thông tin bổ ích và thú vị. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi nội dung chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Lady Gaga tiết lộ quá khứ kinh hoàng năm 19 tuổi. Trong bộ phim tài liệu The Me You Can See, Lady Gaga tiết lộ bản thân từng bị một nhà sản xuất âm nhạc cưỡng hiếp nhiều lần đến mang thai năm 19 tuổi khi cô chập chững bước vào làng nhạc thế giới. Người hâm mộ trên toàn thế giới chấn động với những chia sẻ của Lady Gaga. Lúc đó tôi 19 tuổi và khi đang làm việc thì một producer đã yêu cầu tôi cởi hết quần áo. Tôi đã nhất quyết nói không được rồi rời khỏi đó, thế nhưng họ đã đe dọa sẽ đốt hết gia tài âm nhạc của tôi. Họ không ngừng chất vấn tôi còn tôi thì chết lặng người. Tôi chỉ thực sự không nhớ điều gì. Cảm giác đau đớn tràn khắp cơ thể tôi và rồi tôi đã ốm trong suốt nhiều tuần sau đó. Tôi nhận ra sự đau đớn này giống hệt với cảm giác mà tôi đã từng trải qua khi gã producer đó cưỡng hiếp và bỏ mặc tôi mang thai ở một xó xỉnh gần nhà ba mẹ tôi. Tôi đã bị ốm và không ngừng nôn mửa vì tôi đã bị lạm dụng và bị nhốt trong studio suốt nhiều tháng trời. Lady Gaga cho biết thêm rằng cô không muốn nhắc đến tên người đó, tôi không bao giờ muốn gặp lại kẻ đó nữa. Gaga không tiết lộ tên nhà sản xuất vì sợ gặp hắn ta, cô cho biết rất xấu hổ sau vụ tấn công tình dục và cơ thể cô bị phản ứng với nỗi đau bằng việc đổ bệnh trong một thời gian dài. Theo dòng ca Betromance, cô bị làm dùng và bị nhốt trong một studio trong nhiều tháng, quãng thời gian ác mộng đó để lại cho cô vết sẹo về thể chất và cả tinh thần cho đến bây giờ. Gaga nói thêm, thời gian bị bệnh cô luôn cảm thấy đau đớn, giống với cảm giác sau khi bị cưỡng hiếp. Tuy nhiên cô chụp cộng hưởng từ MRI cũng như thử nhiều biện pháp y tế khác nhưng không tìm ra được nguyên nhân. Cuối cùng, bác sĩ khuyên cô tìm chuyên gia tâm lý. Sau đó cô được chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý. Lady Gaga hoàn toàn suy sụp tinh thần, dẫn đến trong một vài năm cô trở thành một cô gái xa lạ, bất cần và nổi loạn. Thậm chí cô còn nghĩ đến cái chết. Gaga khẳng định, trải lòng về chuyện cá nhân không phải để tìm kiếm sự thương hại mà chỉ muốn giúp đỡ người khác. Tôi không kể câu chuyện này vì mục đích cá nhân bởi vì thành thật mà nói rất khó để kể. Tôi cảm thấy rất xấu hổ về điều đó. Tôi không ở đây để kể câu chuyện của tôi vì muốn ai đó khóc vì tôi. Tôi ổn. Nhưng hãy mở lòng vì những người khác. Tôi muốn nói với mọi người tôi đã trải qua điều đó và mọi người cần giúp đỡ. Đó là một trong quá trình chữa lành của tôi, siêu sao quốc tế nhấn mạnh. Đây không phải là lần đầu Lady Gaga chia sẻ về quá khứ bị lạm dụng. Khi trả lời phỏng vấn với Oprah trong 2020 Vision do Life in Focus vào năm 2019, Gaga cho biết bị mắc bệnh tâm lý do bị cưỡng hiếp nhưng không biết dẫn đến việc chậm trễ trong điều trị. Tôi đột nhiên trở thành một ngôi sao và rong ruổi khắp thế giới, từ phòng khách sạn đến nhà để xe, rồi từ xe limo đến sân khấu. Tôi chưa bao giờ đối mặt với nó, rồi đột nhiên tôi bắt đầu trải qua cơn đau dữ dội trên toàn bộ cơ thể. Nó mô phỏng cảm giác mà tôi đã trải qua sau khi bị cưỡng hiếp, cô kể. Sau đó, cô được kê thuốc chống rối loạn tâm thần. Theo người đẹp 35 tuổi, nếu không dùng thuốc, cô phải chịu đựng những cơn co thắt trong giấc ngủ, thường xuyên cảm thấy đau đầu như xoắn ốc. Trong cuộc phỏng vấn với Howard Stern vào năm 2014, Lady Gaga tiết lộ quá khứ bị cưỡng hiếp đã truyền cảm hứng cho cô sáng tác ca khúc Swing